Kênh bán hàng xe và đam mê xin kính chào toàn thể các bác. Và trong ngày hôm nay thì bên em về được một mẫu xe phân khúc C, phiên bản số sàn, được mệnh danh là ông vua công nghệ của phân khúc C, phục vụ các bác đây ạ. Và ngay trước màn hình các bác là một phiên bản Kia Cerato được sản xuất năm 2016, trang bị hộp số sàn 1.6, xe được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam và đang được cửa hàng bên em chào bán với mức giá là 375 triệu đồng. Các bác có thể liên hệ với bên em theo số điện thoại hotline 0964 834 834 để được chốt giá, hoặc các bác có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa bên em có địa chỉ tại số 3 đường A Định, thành phố Hải Dương, làm kế cạnh với lại khách sạn Trần Thành và làm trên trục đường chính quốc lộ 5 hướng đi Hà Nội Hải Phòng. Hiện tại ngoài những phiên bản Kia Cerato ra, cửa bên em đang có gần 100 mẫu xe đang có mặt tại cửa mặt các để phục vụ các bác đó. Và nếu như các bác có nhu cầu cần tìm mua cho mình một mẫu xe để đi Tết cũng như đi gia đình, các bác có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa bên em các bác nhé. Đó, khi mua xe tại cửa bên em thì được cam kết bảo hành 1 năm về chất lượng. Trong quá trình 1 năm sử dụng, các bác đi phát hiện ra lỗi, bên em sẽ nhận lại xe và hoàn trả lại các bác đủ số tiền, cũng như hỗ trợ các bác đi tranh hãng thoải mái ở một bên thứ ba bất kỳ để các bác yên tâm hơn với tất cả chất lượng của chiếc xe bên em bán ra các bác nhá. Và bây giờ thì các bác hãy cùng với em đi qua một chút hình ảnh thân vỏ bên ngoài của phiên bản Kia Cerato 2016 bản số sàn 1.6. Thì với Kia Cerato là một mẫu xe phân khúc hạng C rất là rộng rãi rồi, đúng không ạ? Công nghệ thì rất là nhiều. Đó chính vậy mà tại sao được rất là nhiều các bác lựa chọn và tin dùng. Ở công nghệ nhiều, kiểu dáng đẹp hơn nữa thì rộng rãi, thì có lý do gì mà chúng ta lại không sử dụng em nó, đúng không ạ? Tại vì sao mà những video nào em cũng sẽ đi qua một vòng thân vỏ bên ngoài của xe để cho các bác nhìn thấy được đâu là một chiếc xe đẹp. Đó, đâu là một chiếc xe có lớp sơn đều, đúng không ạ? Đó thì với chiếc Kia Cerato này thì em nó mang phiên bản lớp sơn màu trắng và sơn của xe còn zin rất là nhiều các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy ngay bên ngoài, đúng không ạ? Qua video thôi thì nước sơn của nó còn rất là đều rồi và còn rất là đẹp. Đó, form dáng thì không thể chê được rồi. Đó, cụm đèn hậu phía sau còn rất là đẹp các bác nhá. Và lát nữa thì các bác cùng em đi sâu hơn về hệ thống đèn trước cũng như đèn sau. Đó, với thân vỏ của chiếc Kia Cerato này thì cũng là zin tuyệt đối các bác nhá. Đó, với một chiếc xe đã qua sử dụng thì em không thể khẳng định cũng như bảo hành các bác 100% đó là về cản trước, cái cản sau, đó là cái phần nhựa, nó là cái phần mềm để ví dụ như một chiếc xe mà bị va quẹt nhẹ đi chăng nữa hay là xước sát nhẹ thì có thể là sơn xin lại, đúng không ạ? Nhưng cái chất lượng của chiếc xe đó, nó không bị mất keo chỉ, nó không ăn phần tôn, thì cái đó bên em sẽ cam kết là bảo hành các bác cũng như hỗ trợ các bác đi chắc chắn thoải mái luôn. Đi sâu vào phần thân vỏ bên ngoài của xe thì với toàn bộ các mẫu xe thì em nó sẽ có những điểm gân gờ dập nổi trên tôn như thế này, để các bác thấy được rằng là nếu như một chiếc xe mà bị đâm ở phần cánh cửa cũng như phần hông thì nó sẽ bị dập cái phần tôn này đi các bác nhá. Đây ạ, nó sẽ dập cái phần tôn này đi. Tiếp tục thì ở phần phía cánh cửa đây là cái điểm nó rất là đều với nhau, đúng không ạ? Cái đường thẳng này nó rất là đều, đó, cái khoảng cách của nó rất là đều, đúng không ạ? Tiếp tục ở trên cái mặt phẳng như thế này thì nó sẽ không bị cong vênh, đúng không ạ? Các bác nhìn này, không có một điểm nào bị cong vênh, đúng không ạ? Và ở phần phía trước cũng vậy thôi, đây các bác nhá. Đó, hoàn toàn là rất là đều, đúng không ạ? Và những cái khoảng cách giữa các khe với nhau nó rất là đều. Đó là một cái yếu tố để chúng ta quan sát được rằng là đâu là một chiếc xe đạt chuẩn chất lượng. Và đây em sẽ quay cho bác xem này. Ở trên phiên bản Kia Cerato thì em nó sẽ có mã số kính vào đây các bác nhá. Mã số kính là mã số 6 đây, các bác nhìn thấy rất là rõ, đúng không ạ? Đó, tất cả các mã số kính của phiên bản Kia Cerato này thì đều zin 100% các bác nhá. Được chưa ạ? Và bây giờ thì các bác cùng với em đi về phần mặt ca lăng phía trước của xe. Đó, mặt ca lăng phía trước của xe thì với lưới tản nhiệt của phiên bản Kia Cerato thì em nó được trang bị hình lưỡi hổ truyền thống rồi. Đó, đi về hệ thống đèn pha thì với phiên bản Kia Cerato được trang bị hệ thống đèn bi protector, giải đèn LED định vị ban ngày. Và điều đặc biệt thì với hệ thống đèn pha phía trước của em nó thì đã đạt chuẩn chất lượng, đó là không bị vỡ lứt cũng như không chấp hơi, không bị ố màu, đúng không ạ? Ở phần đèn gầm phía dưới cũng vậy thôi các bác nhá, rất là trong, rất là sáng, đúng không ạ? Ở cái chất lượng của phần đèn chúng ta chỉ cần xem như vậy là ok, đúng không ạ? Các bác tinh ý giúp em là xem nó có bị vỡ lứt hay không các bác nhá. Nếu như vỡ lứt thì chúng ta phải thay mới thì nó rất là đắt tiền đấy ạ. Đây là hệ thống đèn pha bên lái đây các bác nhá. Hệ thống đèn pha bên lái thì cũng rất là ok rồi, các bác có thể nhìn thấy là không có một vết vỡ lứt nào, đúng không ạ? Rồi hệ thống đèn gầm, đây là hệ thống đèn gầm của phiên bản Cerato, đèn halogen nhưng mà là halogen dạng LED các bác nhá. Đó, rất là trong, đúng không ạ? Sơn xi của xe thì rất là đẹp rồi, cực kỳ căng, có thể nói rằng đây là một mẫu xe 2016
nhưng mà có cái khối lớp sơn rất là đều xe và còn sơn zin rất là nhiều. Đó, xe được trang bị hệ thống la răng đúc đa chấu, hệ thống phanh ABS 4 bánh. Và với một chiếc xe nếu như đi nhiều thì các bác có thể nhìn thấy là củ phanh, đây là phần gang. Nếu như một chiếc xe đi nhiều, chạy nhiều thì em nó sẽ bị thâm, đúng không các bác nhé? Đúng không ạ? Ở và đây củ phanh nó còn khá là sáng, đúng không ạ? Em dùng từ là khá là sáng luôn, tại vì là đã 2016 rồi, qua 6 năm sử dụng, sắp sang năm thứ 7 rồi, đúng không ạ? Đó, tuy nhiên thì củ phanh của nó còn khá là đẹp. Đó, rồi về phần gương, xe được trang bị option giải đèn led sinh nhan đi trên gương. Và giải đèn led nếu như mà để mà nói thì giải đèn led này còn rất là đẹp. Hơn nữa thì những giải đèn led này thì nó lại rất là bền, đúng không ạ? Đó, và bây giờ các bạn cùng với em đi về đèn hậu phía sau để xem là đèn hậu phía sau của nó như thế nào. Đây ạ, ngay đầu tiên đèn hậu bên lái thì các bác có thể quan sát thấy là riêng xe ô tô thì được thiết kế một góc vát, nó rất là mềm mại, đúng không ạ? Phải nói là rất là mềm mại và được trang bị giải đèn led, cũng như đèn halogen bao bọc. Về phần cụ đèn hậu phía sau của xe thì các bác cũng có thể quan sát thấy là rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là trong, không chấp hơi, không ô màu và em nó sẽ không bị vỡ lứt. Đó là những yếu tố mà chúng ta cần xem cũng như cần quan tâm để đánh giá được rằng là chiếc xe này có đẹp hay không, đúng không ạ? Nó là một yếu tố nhỏ trong những yếu tố to, đúng không ạ? Đó, sơn xi của xe phía sau thì rất là đều rồi. Đó, các bác cũng có thể nhìn thấy ngay ở phần bên ngoài. Tiện đây thì em cũng sẽ quay phần gầm cho các bác xem. Đó, tất cả các mẫu xe tại cửa hàng Xe Hay và Đam Mê của chúng em thì gầm bệ của em nó như thế nào. Đó, các bác nhìn thấy này, 2016 đúng không ạ? Nhưng gầm bệ của em nó thì không một vết hàn. Các bác nhìn thấy rất rõ đúng không ạ? Đó, cổ bô các bác nhìn này, bô vẫn còn trắng sáng luôn, đúng không ạ? Một chiếc xe mà chất lượng, đó, một chiếc xe đẹp thì các bác có thể nhìn thấy nó từ cái gầm bệ, đúng không ạ? Là như thế nào, nó rất là đẹp. Đó, rồi bác chủ xe cũng đã lắp một cái cản gió phía sau. Và bây giờ các bác cùng với em đi về phần nội thất bên trong của xe, xem xe được trang bị những gì và nội thất có đẹp hay không, đó anh nhá. Đây, em sẽ quay luôn cho bác xem mã số kính của kính quần lại này, đó này, đó mã số 6 nhá. Được chưa ạ? Toàn bộ là mã số 6 hết các bác nhá. Ok. Và đây là nội thất của phiên bản Kia Seato 2016 đây ạ. Xe được trang bị nội thất ghế da màu đen. Và cũng chia sẻ với các bác rằng là đây là một bộ nội thất bác chủ xe đã bọc lại rồi. Đó, đã bọc lại rồi các bác nhá. Còn nội thất zin nguyên bản là nội thất ghế da màu kem. Đó, bác chủ xe bảo là nhà anh có trẻ con nên là các cháu cầm vật nhọn, đó, cào rách ghế đâm ra là phải thay. Chứ còn các bác nhìn thấy đây ạ, em vào luôn mặt táp lô của xe nhá. Đây các bác nhìn này, mặt táp lô của xe nó còn đẹp như thế này, đúng không ạ? Đó, không một vết xước, đúng không ạ? Và đây là cái chỗ mà bác chủ xe để tượng. Đó, bọn em mai sẽ cho vệ sinh là nó sạch sẽ thôi, nó không vấn đề gì các bác nhá. Mặt vô lăng của xe đây các bác nhìn ạ, rất là đẹp, đúng không ạ? Từng vân giả da vẫn còn nguyên. Rồi đây là cái điểm chúng ta tiếp xúc với vô lăng nhiều nhất, đúng không ạ? Thì có thể là nếu như một chiếc xe đi nhiều thì chỉ nó sẽ bị đứt và phải khâu lại. Đó, tuy nhiên thì đây là một đường chỉ zin nguyên bản, cũng như xe được trang bị phím dành tay đi ở trên vô lăng, chế độ ga tự động cruise control, màn hình cam lùi theo xe, rồi điều hòa auto hai vùng độc lập, hộp số sàn 6 cấp số. Bác chủ xe cẩn thận bọc cả bao da vào đây các bạn này. Đó, xe được trang bị đèn auto các bác nhá, rồi hệ thống mặt táp ly cửa ghế lái đây ạ. Đó, bác chủ xe dán cả carbon rồi. Để làm sao, đây là cái nơi chúng ta dễ tiếp xúc với giày dép, đúng không ạ? Nó dễ xước sát thì bác chủ xe đã cẩn thận dán vào, và khi các bác bóc cái mặt carbon này ra thì các bác sẽ được một cái mặt táp ly cửa rất là đẹp, không bị xước sát một tí nào luôn các bác nhá. Đó, xe được trang bị gương kính chỉnh điện. Đó, gương được trang bị gương auto rồi, khóa kính an toàn trẻ em đầy đủ luôn. Nội thất thì có lỗi ở đâu ấy là rất là sạch sẽ và gọn gàng, cũng như là xe đã được trang bị thảm để chân 3D. Đó, nội thất phía sau thì xe đã được trang bị lên cửa gió điều hòa phía sau, cũng như là khoang hành khách phía sau thì cực kỳ là rộng rãi khi bản thân nó là một mẫu xe phân khúc hạng C, đúng không ạ? Đó, táp ly cửa phía sau bên lái đây các bác nhá, bốn táp ly cửa đều đẹp như nhau. Đó, các bác có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa bên em. Và cái quan trọng đây các bác nhìn này, em quay cho các bác cả phần keo chỉ của xe luôn các bác nhá. Đây ạ. Đó, rồi từng điểm gân gờ dập lỗi trên tôn, cũng như là cái phần tôn này em nó sẽ không bị nhăn nhau, đúng không ạ? Nếu như bị đâm sâu thì chắc chắn nó bị dập cái phần tôn này xuống và sẽ phải gò lắn ra, đúng không ạ? Đây là không biết là cái gì bác, giấy báo giấy bủng gì các bác nhá. Đấy, tất cả đều còn nguyên zin này, được chưa ạ? Rồi các bác muốn kỹ nữa thì các bác bóc cho em cái phần răng này ra, đó, để các bác xem. Đó, cái phần răng này còn rất là khó bóc đây này. Đó, đây các bác nhá, được chưa ạ? Đó, em bóc cho các bác xem luôn. Riêng kính mà đã không bị mất
cùng với đó keo chỉ không bị mất thì chắc chắn là nó không ăn phần môi lợi bên trong này rồi. Đó, tuy nhiên thì em bóc ra để cho các bác thấy được rằng là chiếc xe của bên em nó chuẩn chất lượng như thế nào. Và bây giờ thì em sẽ mở phần cốp sau cũng như là lắp cabo lên để cho các bác xem phần chất lượng của phần cốp sau. Đó, một chiếc xe mà muốn kiểm tra chất lượng của phần cốp sau thì các bác có thể quan sát và kiểm tra hai con ốc cố định với lại phần cabo sau, hoàn toàn là những con ốc zin, đúng không ạ? Tiếp tục là keo chỉ của xe và gân gờ dập nổi trên tôn xem nó còn zin hay không. Đó là chúng ta sẽ biết được nếu như mà cái những cái điểm như thế này mà bị gò lắn thì chắc chắn là nó bị đâm bên trong xong bị dập, đúng không ạ? Dập vào thì phải gò ra. Đó, có thế thôi. Và đây hoàn toàn là những đường gân gờ dập nổi zin theo xe. Đó, và hoàn toàn là zin theo nhà máy các anh nhá. Bên phụ thì em nó cũng sẽ có hai con ốc để liên kết với phần nắp cabo với phần đuôi xe. Thì đây hoàn toàn là những con ốc zin và gân gờ dập nổi còn là zin. Đường máng nước của xe cũng vậy thôi các nhá. Nếu như bị đâm phần hông này, đâm sâu ở bên trong thì đinh tán nhà máy sẽ bị mất, cũng như những phần tôn này em nó sẽ phải gò lắn đi, đúng không ạ? Đinh tán nhà máy còn nguyên đây các anh nhá. Tiếp tục các bác bóc phần răng này ra cho em để các bác xem nó bị ăn vào bên trong hay không. Thường thường thì keo chỉ nhà máy mà các bác chắc chắn được zin rồi thì chắc chắn là phần răng này sẽ zin, đúng không ạ? Nếu như keo chỉ không mất thì không bao giờ ăn đến phần trong này. Đó, tuy nhiên thì quay video thì em sẽ quay trực tiếp cũng như quay chi tiết cho các bác luôn. Đó, để các bác không cần phải so đo cũng như không cần phải lăn tăn gì. Đó, tất cả những chi tiết mà liên quan đến chất lượng của chiếc xe em sẽ quay hết. Đây các bác nhá, máng nước bên lái đây, đinh tán nhà máy còn nguyên, tôn vỏ còn nguyên luôn các bác nhá. Được chưa ạ? Và bây giờ thì các bác hãy cùng với em đi vào phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó là phần máy móc. Và ngay trước màn hình các bác là bộ phận quan trọng nhất của chiếc xe, đó là phần máy móc. Trước khi đi về phần máy móc thì các bác hãy cùng với em đi kiểm tra phần nắp cabo xem có đạt chuẩn chất lượng hay không. Đầu tiên thì các bác kiểm tra cho em hai con ốc ở bên phụ. Đó, các bác nhìn này, hai con ốc bên phụ đây các bác nhá. Em cam kết là zin 100%, được chưa ạ? Rồi, keo chỉ của xe đây rất là đều, cùng với đó là những điểm gân gờ dập nổi chạy cùng với phần tôn là hoàn toàn là zin các bác nhá, hoàn toàn là zin, được chưa ạ? Em quay thật là chậm để cho các bác nhìn, nhận xét và đánh giá đâu là một chiếc xe đẹp và đâu là một chiếc xe chất lượng, đâu là một chiếc xe đâm xô tê lạ. Đó, keo chỉ của xe và đây là hai con ốc còn lại, được chưa ạ? Hoàn toàn là zin tuyệt đối các bác nhá. Phần xương tai bên trong các bác này, được chưa ạ? Đây các bác, em quay rõ luôn cho các bác xem này, được chưa ạ? Nhìn rõ như ban ngày luôn các bác nhá. Phần ụ bên lái thì còn nguyên zin rồi. Sắt xi bên lái đây các bác này, đầu sắt xi luôn các bác nhá. Nhìn rõ luôn đúng không ạ? Zin nguyên bản. Đây phần răng đây, phần răng thì xem rất dễ rồi, nó hiện lộ ngay bên trên thôi. Và em sẽ quay luôn đầu sắt xi bên phụ cho các bác xem đây ạ. Đây là phần đầu sắt xi bên phụ. Tiếp theo đó thì chúng ta còn có phần xương tai bên phụ. Đây ạ, đinh tán nhà máy còn nguyên, xương vẫn còn nguyên zin các bác nhá. Ụ bên phụ đây ạ. Đó, tất cả chất lượng của chiếc xe đều đạt chuẩn 100%. Rồi, bộ phận quan trọng nhất của chiếc xe đó là phần máy móc. Thì máy móc thì bên em đã dọn dẹp khá là sạch sẽ cho các bác rồi. Đó, bên em không muốn dùng hóa chất chính như vậy mà nó không được sạch như là ở trong các đơn vị dọn xe đâu các bác nhá. Bọn em chỉ rửa qua nước lã thôi. Đó, thì các bác quan sát thấy rằng là với phiên bản Kia Seto 2016 tại gần bên em thì em nó được giữ nguyên ốc chuôn máy này, vẫn còn nguyên zin này. Đó, mặt keo giằng cò này, được chưa ạ? Rồi, những con ốc máy vẫn còn nguyên zin 100%. Đó, với bản 1.6 này thì đi quá là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Hơn nữa thì em nó còn được trang bị rất là nhiều công nghệ option thông minh đi theo xe, đúng không ạ? Đó, hoàn toàn máy móc của xe là zin 100%, các bác có thể đi check hãng thoải mái. Thì vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu xong đến cho các bác một phiên bản Kia Seato được sản xuất năm 2016, trang bị khối động cơ làm việc 1.6 phiên bản số sàn và xe được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, đang được cửa hàng bên em chào bán với các bác với số tiền đó chính là 375 triệu đồng. Nếu như các bác quan tâm đến chiếc xe này, các bác có thể liên hệ với bên em theo số điện thoại hotline 0964 834 834, mà các bác có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em có địa chỉ tại số 3 đường Hà Định, thành phố Hải Dương. Thì em xin phép là được kết thúc video chiếc Kia Seato 2016 tại đây. Và hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau.